Thưa quý vị, hiến giọt máu đào trao đời sự sống, đó là thông điệp ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện. Những năm qua, bằng sự tuyên truyền vận động tích cực của Hội Chữ Thập Đỏ thành phố, các tổ chức cá nhân, phong trào hiến máu nhân đạo ngày càng lan tỏa trong cộng đồng và thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Hội Chữ Thập Đỏ thành phố hiện có 7 câu lạc bộ đội nhóm hiến máu tình nguyện trực thuộc với tổng số hơn 23.000 tình nguyện viên tham gia. Đây là lực lượng sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu hiến máu cứu người. Đồng thời, thành hội thành lập ban vận động hiến máu tại 7 quận huyện, phối hợp nhịp nhàng với các tổ chức đơn vị thực hiện tốt các chiến dịch truyền thông, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc hiến máu cứu người. Là một tình nguyện viên của Hội Chữ Thập Đỏ, thì bản thân tôi rất là khi hiến một giọt máu để cứu được sống một mạng người, để giúp những người đang cần máu. Hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ thì rất là tuyệt vời. Các bạn tạo lấy một tình nguyện cho xã hội, giúp cho xã hội có cuộc sống tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Qua phong trào, nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu về hiến máu tình nguyện đã không ngừng lan tỏa. Trong đó, câu lạc bộ Máu Nóng Sống Để Yêu Thương thường xuyên dẫn đầu các câu lạc bộ đội nhóm về kết quả hiến máu tình nguyện. Các thành viên luôn hoạt động tích cực, sẵn sàng lên đường khi có người cần được hiến máu. Nhiều người trong số họ đã hiến máu nhiều lần. Mình cảm thấy là rất là hạnh phúc khi mà giúp được cho một người nào đó, khi mà nhận được một cái thông tin xin máu từ bệnh viện á, thì mình biết rằng ở đằng sau cái lời xin đó là có một số phận đang chờ mình. Cho nên là dù ban đêm ban hôm gì cứ điện thoại reo là phải dậy và phải tìm máu cho bằng được để gửi lên, và mấy bạn tình nguyện viên cũng như vậy. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, nghĩa cử cao đẹp ấy đang lan tỏa đến tất cả mọi người, tạo nên hiệu ứng rộng khắp trong cộng đồng, mang lại hy vọng cho những người bệnh đang cần máu để tìm lại sự sống.